9 hay 10? Cho là 10 con đi nhá. Anh Thịnh lấy một con à? Một con, hai con. Chị đây mấy con? Là ba con. Anh trai lấy nhiều không anh? Đặt rồi đúng không? Đặt rồi thì không tính, ba con. Anh lấy nhiều không? Bốn con. Bốn con rưỡi. Bốn con rưỡi với 10 con đi. Là đang còn tầm 4 con nữa. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.